Hello các bạn đến với channel Tony TV. Các bạn thấy đây, mình đã mới sắm thêm hai cái súng mới nữa, cũng là bắn đạn shop nhưng mà nó không phải là súng nóp, vài trăm ngàn, hình như có 350 hay 400 gì quên rồi. Các bạn nào mà có nhu cầu muốn sở hữu mấy món đồ chơi này, các bạn hãy vào asun.vn để đặt hàng mua nha. 8-9 thành viên và mình luôn là 10. Đây bạn thấy đây, ba cái bia gồm bia 100 điểm, 30 điểm và bia 50 điểm. Và ở đây là có 4 cái chai, đó cũng là bia luôn. Và ở đây người ta cho đó là 14 viên đạn. Còn bên này là cây súng nớp thần thánh. Đó, bạn thấy chưa? Bây giờ mình sẽ đập hộp ra review cho anh em coi. Sau đó mình sẽ so sánh sức công phá của hai cái súng này, cây nào mạnh hơn và bắn chính xác hơn nha. Khui ra đi Thành Ngáo. Mấy em đưa anh cái lửa lam coi. Phải niêm phong buộc nó như thế này nè, cái súng nó mới không có bị chạy ra chạy vô, bị chạy súng. Nguyên một băng đạn luôn. Đây có cái bia người ta cho nó nè, cho mình bắn nữa nè. Bắn cái là nó xây một cái nè. Đó. Có cái nắp để kiểm tra đạn luôn. Giờ mình sẽ tiếp tục review tới cây súng này. Súng này coi bộ nó đẹp hơn, chất hơn chút. Wow. Nó xíu. Nó xíu rồi nha. Anh em giật một cái bắn một cái nha, nhìn nè. Ghê chưa? Đầu tiên mình sẽ nhét viên đạn này vào nè. Giật một cái nè. Cái gì vậy má? Trời. Thôi. Ghê chưa? Đạn hít này mình bắn ở đâu nó sẽ hít ở đó. Giờ mình sẽ ví dụ cho anh em xem nè. Oh, trời no. Ơi, xém trúng số 10 luôn. Bắn ngay số 10 luôn mà nó không nghe dính. Nè. Đó, ghê chưa? Thấy tôi bắn hay chưa? Cái bia người ta nằm ở dưới mà tôi bắn toàn là nằm ở phía trên không à. Muốn hoạt động cái cây này, mình phải gắn pin vào cái phía bên này, sau đó là mình gạt công tắc ở đây. Đó, anh em nghe động cơ máy cưa chưa? Giờ mình sẽ hoạt động cho anh em coi nha. Dịnh đi mấy em, anh bắn liên tục luôn nè. Trời ơi, kè kè. Wow. Trời ơi. Rồi coi được nhiêu điểm. Ghê chưa? Bắn cũng rất là nhiều viên nhưng mà có mấy viên lọt vô tâm điểm. Viên này 5 điểm, 9, được viên 10 điểm luôn nè, bá đạo chủ chơi gạo. Được viên 10 điểm luôn. Vãi. Sẽ cho các em nhỏ ở đây là sử dụng cái súng nớp này trước. Bắn ngã mấy tấm bia này ở đây nha. Có 5 tấm bia, anh em nhìn đây, cái bia này là 100 điểm, 50 điểm, 30 điểm. Còn hai cái chai này mình mặc định cho nó là 20 điểm. Mấy em chỉ được phép bắn 5 viên đạn thôi. Điểm của số bia tổng cộng trên 100 điểm, mấy em sẽ được 50.000. Wow. Yeah. 30 điểm, 20 điểm, 50 điểm, 20 điểm, 100 điểm, mấy em có 5 viên. Em đầu tiên là em trai áo vàng, chuẩn bị tinh thần. Bắn. Hụt rồi, một viên. Viên thứ hai. Rồi chưa, Thành Ngáo cầm cái chảo đứng phía sau hướng đạn cưng. Ở phía sau hướng đạn nha, năm bóng lượm đạn nha. Ngắm ngay cho chuẩn, viên thứ ba. Hụt rồi. Viên thứ tư. Hụt rồi, viên cuối cùng. Ngắm chuẩn. Trời ơi, xém trúng rồi. Mời bạn khác. Mời em đang có chúng ta viên đầu tiên bán. Hộp rồi. Viên thứ hai. Dở bẹt. Viên thứ ba. Bán. Hộp rồi. Viên cuối nè. Hộp lắp rồi. Mời thành viên tiếp theo. Hộp rồi, xém trúng. Viên thứ hai. Trời ơi, viên thứ ba. Trời ơi, bẹt. Mày bắn cái bia mày không bắn mà mày bắn trúng vô cái chai ở đằng đây luôn nè, mới gọi là đẳng cấp nè. Ghê chưa? Nó ngắm cái bia mà thành ra bắn trúng cái chai. Rồi vậy lần sau là mày muốn bắn trúng cái bia là mày phải ngắm cái chai. Ô dở quá, viên tiếp theo. Rồi, quá tệ rồi. Bây giờ em cố gắng em bắn sao cho ngã nha, sớm giờ chưa có ai bắn ngã hết trơn á. Bắn trúng, ráng đi, bật lên, bật công tắc lên. Bán, hộp rồi, viên thứ hai, thứ ba, hộp lắc. Thứ tư, anh có ngắm không trời, anh bắn đại luôn kìa. Anh tin đại cái là đúng là anh bắn đại luôn rồi, hộp rồi. Trời ơi, anh này là biệt danh bắn đại nè. Như vậy, lùi lại một chút xíu, lùi lại, gọi được rồi. Thằng ơi, nó mập kìa trời.
Đó, một viên, hộp, viên thứ hai. Hộp. Viên thứ ba. Wow. Đẳng cấp, nó bắn ngã 50 điểm rồi nè. Đẳng cấp chưa? Nó bị chê nó bắn dở hả? Bắn đi Lâm Mập. Trời ơi, xem chưa rồi. Wow. Nè Lâm Mập này bắn hay vãi anh em ơi. Đáng vãi. Nó bắn ở đây là 100, dưới 50 điểm nữa là 150 điểm. Thấm thần rồi đó hay. Anh em vỗ tay chúc mừng cho em đó đi. Còn hai viên nữa. Gì? Còn một viên nữa hả? Chưa hết đạn nữa. Này bắn ghê vậy. Bắn sao cho ngã cái này luôn đi em trai. Bắn. Rồi, hộp rồi, hộp rồi. Tới Nam Bông. Mời Nam Bông đứng xuống đó. Bắn Nam Bông. Hộp rồi Nam Bông ơi. Viên thứ hai. Trời ơi. Xém nữa ngã 50. Trời ơi. Wow. Khoan, khoan. Ngã 50 điểm rồi. Bây giờ tới thành ngáo là thành viên cuối cùng nha anh em, lẹ lẹ đi, trời mưa luôn rồi kìa. Hộp một viên, hộp rồi. Hai viên. Ba viên. Bốn viên. Năm viên. Ôi ông này em dở quá trời dở rồi anh em ơi. Trận đầu tiên súng liên thanh bắn đã hết rồi. Chỉ có một mình bạn Lâm của chúng ta bắn lại tổng cộng là chơi 100 điểm là được 50.000 thôi. Đấy, còn những bạn khác đều là quá dở. Bây giờ mình sẽ qua cái thử thách thứ hai là bắn súng vào bia anh em nhìn đây. Đây chính là cái bia lúc nãy mình đã thử nghiệm rồi. Ở đây có 3 viên đạn, mỗi em sẽ được phép bắn 3 viên. Cái bia đây là có 5, 6, 7, 8, 9, 10 đúng không? Bây giờ em bắn vào 5 điểm là em có 5.000, 6 điểm là 6.000, 10 điểm là 10.000, mấy em đây hiểu chưa? Nếu em bắn 3 viên đạn mà lọt vào cái ô số 10 hết thì mấy em có bao nhiêu tiền? 30.000 coi như hiểu hết rồi. Ai bắn trước không quan trọng. Em bắn trước chưa? Nam Bốn muốn bắn trước cho Nam Bốn bắn trước. Mời Nam Bốn bước xuống dưới đây. Nam Bốn ngắm kỹ chưa? Em chỉ có cơ hội là 3 viên thôi đó nghe. Rồi. Gì mặt ngầu ghê vậy? Bắn Nam Bốn viên đầu tiên. Hộp rồi. Hộp rồi. Bắn mà viên đạn rớt xuống dưới này là không có thành công rồi. Viên đạn thứ hai. Bắn. Wow. 5 điểm. 5 điểm được 5.000. Viên cuối cùng nè Nam Bốn. Wow, hộp lắc rồi. Bây giờ tới thành viên thứ hai. Y gan như khổng lồ cầm súng tí hon vậy đó. Viên đầu tiên. Bắn đi Lâm Mập. Rồi, hộp lắc rồi, văng viên đạn đây rồi. Viên thứ hai đi Lâm Mập. Hộp rồi. Nè, viên cuối cùng nè. Ngắm vô bắn luôn đi. Hai, bắn. Rồi bây giờ tới thành viên thứ ba của chúng ta, đó là bạn Hảo. Hảo đâu, giơ tay lên đây. Đây. Bắn Hảo. Trời ơi, xém trúng cái bia rồi. Dạ. Viên thứ hai, bắn Hảo. Wow. Ủa, nó dính vào nửa số 9 như nửa số 10, nhưng mà phần nửa số 10 nó nhiều hơn nửa số 9, cho nên là anh Hảo được 10 điểm. Là được 10.000. Viên đạn cuối cùng. 3. Trời ơi, bắn cái gì vậy trời? Em bắn kiến hả? Bây giờ đến thử thách anh Thành Ngáo. Anh ấy sẽ thực hiện cái thử thách vòng thứ hai này, không biết là anh ta có phải là xạ thủ đích bự đích thực không ha. Bây giờ cùng nhau xem nha. Một, bắn. Trời ơi, cơ hội thứ hai nhét đạn vô xem trúng rồi, nhưng mà nó không có trúng, nó xém thôi. Một, hai, bắn. Bắn. Oh no. Bây giờ là tới bằng đăng. Bắn. Game over. Bắn. Game viên cuối cùng over. Nha em. 1, 2, 3. Đây bạn ấy nè. Bạn ấy đã bắn trúng được rồi. Đâu? Coi cái đã. 7 giữa số 7 với số 8. Nhưng mà cái phần số 8 nó lấn nhiều hơn phần số 7, cho nên bạn ấy được 8.000 đồng. Mấy bạn này người ta tham gia trò chơi, bạn ấy lượm được 8.000 là cái tiền của bạn ấy. Lớp em có một thằng á, nhà chỉ biết xẻ tay xin tiền cha mẹ thôi. Vô nói này nghèo, nói kia nghèo á. Thời mấy đứa nhóc như vậy, trong lớp em cũng có thằng vậy đó, bị em quýnh hoài à. Đây bây giờ thành viên tiếp theo là bạn Vũ Thanh. 1, 2, 3. Ngắm ngay chưa, tội ơi, bắn tay luôn kìa mấy cha. Ôi lợi hại quá vậy, bắn. Wow. Quá đẳng cấp. Đi xuống chết luôn kìa. Đâu đâu, để coi cái mới được.
Thôi ở giữa số 9 luôn, 9.000 đồng. Quá lợi hại, quá lợi hại. Gúp 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 ra, quên. Quá đẳng cấp thiệt. Em còn viên cuối phải không? Trời ơi, ngắm ngang, đậu một tay luôn kìa. Bán cân. Rồi, hộp rồi, rớt như này rồi. Bắn đạn rớt như chảo rồi. Nãy bắn ngay 5.000. Nãy bắn ngay 5.000. Rồi, ông kéo kìa. Ừ, trời ơi. U nụ rồi, kéo không nổi nữa, thôi nghe cưng. Một nè, hai nè, ba. Hộp rồi, làm cái tướng cho ngầu vô. Lâm Mập đón coi lần này bạn bắn có trúng không? Không. Không, đúng rồi, anh cũng giống em vậy. Rồi bắn luôn đi với. Thấy chờ bắn đâu có trúng đâu. Một, hai. Trời ơi, mới đếm tới hai bắn luôn rồi, chất quất luôn rồi, thấy chưa cưng. Bây giờ ở đây là tới thành viên cuối cùng, cũng là bạn kết thúc cái video ngày hôm nay của mình luôn. Đó là bạn Quang. Wow. Wow, mang dây chuyền có Chúa nữa. Hy vọng Chúa sẽ phù hộ cho em chiến thắng cái thử thách này. Ngắm đi. Một, hai. Bắn. Hộp rồi. Bắn đi. Số 10 á, số 10 xuống số 5 á. Ừ, cứ nghiệm số 10 rớt xuống còn số 5. Nghiệm ngay số 10 nha em. Cái viên cuối cùng là kết thúc video luôn á. Ráng đi, đừng để cho Măng Nhục. Bán. Rồi, Măng Nhục thiệt rồi em ơi. Bạn này tên Quang nha các bạn. Nhớ mặt Quang ấy nha. Giờ phát thưởng đây nè. Hồi nãy em này bắn vô vòng nhiêu? 10.000 phải không? 10.000 của bạn Hào nha anh em. Chương trình phát thưởng coi như đã chấm dứt và video mình đến đây là kết thúc. Đây, chúc các bạn có những giây phút vui vẻ và hẹn gặp các bạn những video sau. Bye bye mọi người. Bye bye. Lần sau mình mua súng mới mình review tiếp cho anh em coi nha.